Việt Nam. Nam thì phải trả lam ăn đấm thế thì ủa còn hai cái nào vậy?
You say, man, I say, look up, boy. Chơi mày đang like lên đào vàng mà này like thì chơi gì chả được. Nóng bây giờ thì nó mới về chiều này. Bữa tao mua cái hộp này này đéo đi đá banh à, nay nhà thằng Nhân nó rủ ăn cơm à. Tưởng nhậu vào đấy ăn cơm không. Tao thấy đông quá, thấy nay xuất hiện có ông ca gì nữa thôi. Đá thế thì nó lại hết vui. Đá vô mấy ông lại cày to gãy chân. Với lại kiểu đá vậy tốn thời gian nhiều á, thà chia ra ví dụ như là đá từ ví dụ 4 độ đi thì chia ra sẽ là đá 2 đợt, 7 giờ đến 8:15 rồi 8:15 đến 9:30 đấy, thì đá như vậy thì mình đỡ tốn thời gian. Có nghĩa là ví dụ nếu mình đá cái trận 7 giờ thì tầm 8:30 mình về rồi. Đấy, còn nếu mà người đá trận sau thì đi sau. Thế còn đằng này đi hết nguyên buổi tối luôn thì đá từ 7 giờ 9:30 tốn hết thời gian thôi. Đấy, nếu mai mốt anh em mình có đá thì tổ chức ra đá cho vui. Bây giờ đá với mấy người đấy cũng đông quá đéo đá được. Làm bữa mới đóng 100.000 nay bỏ luôn. Đúng rồi, mấy trận rồi thôi. Giờ đã hơn 20 người chia 4 đội mà đông quá. 4 đội? Ừ. Đá cái gì? Đá 2 tiếng à? 2 tiếng đủ không? 2 tiếng rưỡi này. Bữa chính nó nói này đá sao đó, anh đã dở đấy là mấy ông đéo mắt á bỏ về cây cú bỏ về đó. Lần này đông về nhà
viện, nếu mà hôm nay không về thì phải đợi ngày thứ hai. À, em về tranh thủ đi chơi. Con Win giờ nó được không mày? Hả? Không, ý là con Win giờ nó tính nó có được không? Được. Xưa bảo tới nhà mà không biết chào hỏi gì mà kỳ vậy. Bây giờ đỡ hơn rồi. Cũng giống như vợ Sơn vậy à. Nó về có thèm trai đâu, nhưng mà về vài bữa mới thấy bắt đầu cũng hỏi, ý là hỏi là em phải gọi bằng gì á, ý là người ai vào cũng hỏi á. Ừ. Được. Vợ anh Sơn nó khác, tại vì nó nói thẳng ra vợ anh Sơn nó cũng ít học ấy, nó cũng mấy, còn dù gì con Quyên này nó cũng được ăn học cái kiểu cái đấy vậy. Ừ. Nó tệ chứ, còn vợ anh Sơn thì nói làm gì. Cái cách nói chuyện của nó là ấy, còn nhỏ quá, hai đứa còn đập nhau cũng chi nói gì. Bữa nghe thằng Huy kể đấy, kêu Sơn đó đi nhậu nữa ông sao hai đứa fan ghét nhau này kia kiểu. Hai đứa còn nhỏ khổ. Điều. Hai nhà nó nhỏ mà không, mà kiểu Sơn nó giống như mình chứ, đã đi nhậu là cứ nhậu tới bến mà em còn không biết. Bây giờ thôi nhậu hôm nào mà quá đi, không là nhậu lần một thôi. Nói chung hợp gạ thì mình cứ đi, gọi là như tụi mình thỉnh thoảng đi, đi tháng 2 vậy, chứ còn bình thường đi cũng khó. Đấy, chú Sơn, chú Đông đấy, má quái thì biết chừng nào mới được suy nghĩ. Nó tính ra giờ nó còn nhỏ gì đâu, mẹ anh cũng hai mấy rồi, 2000 vậy còn nhỏ gì đâu, bao nhiêu năm trước là đã nó đã vậy rồi, gọi là đéo thay đổi, đéo được, đéo suy nghĩ hơn một chút nào hết. Rồi nó làm cái kia, nó làm cái gì game đấy này kia kiểu, mày biết thu nhập không, biết thu nhập nó không? Làm đấy thì làm gì, nó làm cái gì cái đấy, chơi game chắc là cày game cho người ta chứ cái gì đâu, chơi kiểu như nạp vào chơi đánh như kiểu là cờ bạc vậy à. Ôi sổ cũng gì đấy nữa hả, thế thôi. Đôi lúc mình nghĩ đến trường hợp xấu nhất là mình kêu có khi nào phải giống như trong trong phim rồi thôi. Con Quyên phải rời đi thì thằng này nó mới trưởng thành được không? Nhưng mà đấy là cái đấy là phải yêu nhau chứ. Đây nó không yêu chứ. Cũng được mà không có. Vậy à? Chả sao hết. Lại vụ đó nữa. Giờ trẻ nó sống vội lắm mẹ ơi, như mình đâu. Dần dần tụi nó sống với bản năng nhiều, trở về thời nguyên thủy, săn bắt hái lượm. Sống vội thì ví dụ như nó gặp đứa này xong nó thấy là thích, xong cái nó cặp kè xong rồi nó đi khách sạn, xong vài ngày sau chán bỏ. Bây giờ tụi nó tụi trẻ vậy mà,
cái giải. Ừ. Giống trước một cái kiểu như là những đứa nào mà quen cả mà kiểu như là mới chia tay xong mà quen được khác luôn đó. Ừ. Mình thấy là nói này kia lắm rồi. Bây giờ thôi kiểu nó giống như là cũng giống như kiểu mà cưới về bây giờ người ta tụi nó cũng dễ, tụi nó dễ ly dị ấy hả? Ừ. Ràng buộc cái gì con cái này kia cũng chẳng bảo cứ sinh con rồi nó ràng buộc này kia chứ. Bây giờ sống đơn thân nhiều mà. Cái kiểu bây giờ má gọi là xu hướng của phụ nữ lại thích single mom á. Ừ. Làm single mom để người ta lại kêu gái một con trông mòn con mắt bỏ chồng phát thay đổi liền chứ kiểu như không gia đình nữa không thì lấy trong trước mặt thân hơn. Ừ, thường là đổ vỡ một lần rồi xong là nó biết số bản thân à. Cũng kiểu như tư tưởng muốn trả thù. Ừ, ngày xưa đấy là bây giờ tao bỏ mày hay mày bỏ tao, ngày xưa mày không biết quý, giờ tao ngon nhưng mày thèm chơi rồi. Cứ vậy tâm lý vậy thôi. Thấy tao nhiều camera không? 1, 2, 3, 4, 5 cái. Năm cam. Like lúc 5 luồng. Điệt mà like đến nỗi máy tính nó đứng luôn mà. Hôm qua máy tính đứng 2 lần, sợ quá phải chuyển sang một cái trên chơi trên điện thoại nè. Một luồng chơi trên điện thoại nè. Không, nó đứng hư luôn cái máy. Chịu không nổi nha. Phun bộ nhớ đây này. Đấy. Bên này là một cam nè, bên này một cam nè, này một cam nữa. Thêm bên này cái nữa. Đấy. Đấy, gần phun bộ nhớ luôn cam nữa. Mở bao nhiêu ứng dụng nữa. Ừ. Má Việt Nam mới ra ngoài thế giới đánh thua, nhục thật. Thì mày đánh ở Việt Nam bất bại mày, không thua trận nào. Đánh vô địch luôn. Đông Nam Á hay gì chứ? Đánh Việt Nam đánh à. Ý là đánh giải ở Việt Nam xong rồi chọn ra thằng khỏe nhất, thằng mạnh nhất ra đánh thế giới. Mẹ đánh thế giới thua mẹ, mẹ không thắng được trận nào luôn. À, không thắng được một trận. Còn lại là ý là đánh BO3 à. Thua hết. Mẹ gặp gặp tụi gặp tụi gì nhỉ? Tụi này là hồi nãy mới gặp tụi Brazil. Mẹ, Brazil ngày xưa mình chung khu vực với nó. Sau này mình tách riêng ra mình đánh hay mình tách riêng ra. Thì bây giờ gặp lại đánh đéo lại. Đánh thua à. Kêu nhục luôn. Ê chết.